Hôm nay là trời em bảo nên nay con 7 tuổi, con học lớp 1. Con ở Đà Nẵng. Sở thích của con là chơi game, chơi hoạt hình, chơi video. Mọi người thường nói mình vui vẻ học bác. Sau đó mình sẽ hát bài Lý Cái Chài các bạn như ủng hộ nhé. Gió lên rồi con buồn cho không.